Xin mến chào tất cả các anh em. Hôm nay em về được một cái máy nghe nhạc của hãng Bose. Máy này là hàng Mỹ xuất Nhật. Máy về lần này thì có nguyên một cái túi sách đựng máy ở bên trong. Trên thị trường những dòng máy này thì cũng có nhiều, nhưng mà hàng về còn nguyên túi sách zin như này thì rất là hiếm, hầu như là không có. Bây giờ em sẽ mở chiếc túi này ra để cho các anh em xem chi tiết chiếc máy ở bên trong. Ok, đây là toàn bộ mặt trước của chiếc máy, với kích thước cũng khá là nhỏ gọn. Chiều cao thì khoảng 28 cm và chiều ngang của nó là tầm 45. Máy này được trang bị hai loa toàn dài ở phía trên, một loa súp ở phía dưới với hai lỗ thông hơi cho tiếng súp rất là lớn. Chiếc máy này anh em có thể chơi tốt ở những phòng 30 m², tương đương với một bộ dàn chung. Thương hiệu Bose này thì với anh em chơi nhạc ở Việt Nam thì đã quá quen thuộc. Từ những đôi loa karaoke tới những dàn máy nghe nhạc đều rất là chất lượng. Máy này thì chạy một băng cassette, radio bắt AM, FM, có một cổng line-in để kết nối điện thoại, máy tính. Đặc biệt khi anh em nghe nhạc từ điện thoại, máy tính qua chiếc máy nghe nhạc này thì cho âm thanh rất là lớn, lớn hơn rất nhiều những dàn mini em đang bán. Thường thường với những máy nghe nhạc khác thì khi mình nghe qua jack điện thoại, line-in thì âm thanh nó sẽ nhỏ hơn là khi mình nghe CD. Nhưng mà ở dàn này thì khi mình nghe line-in thì âm thanh rất là lớn, bắt chép rất là rõ ràng. Đây là một điều khá ấn tượng với chiếc máy này. Còn đây là mặt trên của máy. Với bên tay trái của em đây là nút chỉnh volume, bát chép. Còn khu giữa đây là băng cassette. Và bên tay phải này là khu chỉnh radio FM. FM của dàn này thì bắt tới 90 Hz. Có thể nghe được zone FM của Việt Nam rất là rõ. Anh em có thể dò kênh ở hai nút đỏ này và chuyển ai em ở đây. Tái thiết sau chiến tranh và thông tin cuối cùng, silicon tự nhiên giúp ngăn ngừa sâu răng. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Tính chuyên nghiệp cho du lịch canh nông, đến Đà Lạt để thăm đất vườn là sự lựa chọn của nhiều du khách du lịch. Hôm cùng đến với các nội dung của chương trình phát thanh nông thôn hôm nay. Đây là sóng ai em. Hội nhập cùng nhà nông. Minh Tâm xin thân ái kính chào quý vị và bà con đang đến với 30 phút phát thanh trực tiếp chuyên mục Hội nhập cùng nhà nông. Chuyên mục của chúng ta đang phát sóng trực tiếp. Còn đây là mặt sau của máy. Phía bên trên này là cổng line-in để các anh em kết nối điện thoại, máy tính. Bên đây là cổng line-out để xuất âm thanh ra một chiếc âm ly khác. Còn phía dưới đây là toàn bộ thông số kỹ thuật của máy, với tên model là Bose Acoustic Wave 1. Máy này là hàng Mỹ và xuất sang thị trường Nhật nên nó chạy điện 100V. Công suất tiêu thụ điện của nó là 80W. Bây giờ em test một đoạn nhạc từ YouTube nghe qua cổng line-in điện thoại. Bạn vẫn tin về hôm nay mùa đông.
Có thể nói chiếc máy này nghe nhạc từ YouTube rất là tốt. Chất âm bass chép đầy đủ. Anh em có thể đeo tai nghe vào để nghe tiếng được chi tiết hơn. Ok, bây giờ em sẽ test nhanh qua băng cassette cho anh em nghe thử. Một chiếc băng của Trường Vũ. Có nhu cầu mua chiếc máy nghe nhạc Boat này thì liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại trên bảng tên đây. Em nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video này của em.